Hôm nay mình giới thiệu với lại mọi người cái cây Acotic Made in China ha. Hiệu của nó là Siberia Spruce. Model là F130. Nó sản xuất tại Trung Quốc ha. Nhưng mà xuất thị trường Nhật thì chất lượng nó cũng tốt. Về ngoại hình thì cái đèn còn rất là đẹp. Chỉ vài cái vết trầy thôi, sử dụng mình thay bộ dây thường vài chục ngàn thôi nên cái âm thanh nó ra không có được chuẩn dữ lắm đâu ha. Trong đây nó có cái kèm cái series của hãng á, những cái đàn chính hãng nó hay như vậy lắm. Nó cũng dạng thương hiệu á, thương hiệu tốt. Đàn thùng khá nặng ha. Phối màu đẹp. Ha. Thì cái này mình đang kêu bán là giá là 1.700.000. 1.700.000 bao ship cho anh em toàn quốc luôn. Anh em thiện ý mua thì liên hệ số điện thoại là 0918 910291. Huy Long An ha. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi.